thunder, power and hail. First day of summer. Yeah. First day of summer. Oh, this is a coconut milk. You boil it. I put some salt and sugar in. Some salt with more sugar. And a little bit of flour so I make them thick. Đây là chuối chiên các bạn ơi. This is banana fry. This ăn sáng bằng cái này nè các bạn. Ăn sáng bằng chuối chiên đó các bạn. Hôm nay trời quá khá luôn. Cả ngày luôn, mưa từ tối hôm qua tới bây giờ vẫn chưa tạnh, chắc là mưa thêm vài ngày nữa là đây lụt luôn.
các bạn. À, bây giờ đi về. Chú chiên kiểu mới à. Thơm khô nước là rất thấy chưa, khô nước hết khô nice. Ok. Rất thân chào các bạn, bye bye. Trời hết mưa rồi à, nắng trở lại à, không có lục. Calgary is not a lucky anymore. It's sunny now. What time is it now, Sandra? 4:27. Thôi thì các bạn à, bây giờ là 10:15 rồi mà trời vẫn còn sáng như là 3 giờ chiều của Việt Nam. Cho nên mùa này đó, đi chơi đã lắm. Đi chơi cho tới khoảng 10 giờ với tối. Ơi chào các bạn. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ.